Đó, hai cha con nè, dẫn mà lên đi ăn buffet. Giờ mình đi lên lầu 5. Đi Maris buffet. Mà lên nha. Mà lên nha. Mà lên ơi. Bọng mà lên lên. Tới rồi mọi người ơi, lầu 5 rồi nè, đèn sáng rồi. Chuẩn bị đi lên. Đi Maris. Mình vô tới chỗ rồi, mình có gọi đặt bàn trước. Mình được vô cái bàn này đó, mà lên cái ghế em bé nè. Giá vé hôm nay là 500 mấy, được giảm 15%, còn 400 mấy buổi tối ngày thường. Mà lên ngồi đó được không con? Hả? Hình cho mà lên nha. Mà lên ơi. Mà lên chờ ba ra hả? Đây nó có nhiều quầy lắm nè mọi người nha, quầy pizza nè, steak nè, đó rất là nhiều quầy. Quầy đồ Âu, đồ Á luôn. Đồ Việt Nam nữa. Đó bây giờ thì mình sẽ đi kiếm đồ ăn. Chưa ăn mà uống rồi. Mí hả? Đang ăn bánh mì. Nè quầy Korea nè. Quầy này quầy nước ngoài, quầy đồ châu Âu nè. Qua bên sushi quầy xà lách đi. Em thích xà lách lắm luôn á. Hello qua đây nè con. Mà lên ơi. Em lấy xà lách. Salad nè đó. Thích ăn salad thôi. Đi qua bên đây trước đi, đi qua bên đây. Đây. Nhớ gì mà lên. Đây mà lên đây. Buffet nè. Đợt trước mình có ăn ở đây một lần rồi, ngon lắm mà rẻ. Đợt này mình ăn nó giá cao hơn mà cũng còn rẻ nhiều người nha. Đó, mình thích ăn cái này lắm nè. Pizza. Cocktail.
sushi. Hào nè đó. Ông này ông thích ăn hào. Đó, ăn hồi sống đó, ăn đi. Coi, hết luôn. Đây. Đi hôm nay á đỡ đông người hơn. Mình đi hôm nay là thứ hai nữa. Nếu mà đi thứ bảy chủ nhật á thì đông hơn. Đúng rồi, thứ hai. Đúng không? Đúng rồi. Thứ ba chứ. Mười hết rồi. Hả? Đúng rồi. Đang mày có bệnh không thầy? Thảo á. Thank you.
không ấy. Chịu đi. Chịu đi. Dạ em đang đứng. Có chín vậy? Giờ nè. Có bồng cây nè. Giờ ăn nóng chứ. Chào con. Cái gì mà lên? Gì đâu? Oh wow, cái cây em mà lên. Rồi, bà thấy rồi. Ờ, qua đây nè mà lên. Cho. Mình thấy cái nước xanh nó ngọt quá ta.
Ủa nhìn nè. Em thích là được cái ngọt mặn mặn. Cái con tôm nhìn nó bự là do cái càng, chứ thật ra nó chỉ cái càng thôi. Cái đầu nữa, đầu không có gì đâu. Cái đầu ăn cũng ngon. Nó ăn tôm mà mày rửa tôm cho ăn lên. Tôm mà lên. Nó lên nó ăn tôm rồi hả, nó không có ăn nè. Nó ăn bánh mì với bát kẹo không à. Mình cắn vô. Cắn cho mày lên. Đầu con tôm đây nè, tôm thì tươi, giòn, ngọt. Toàn là ăn bánh không? Vô đây thấy bánh. Lấy tay ăn, lấy bánh tay ăn. Không. Con cầm tay cũng ăn. Ăn vô. Trời, ông chồng mình đang ăn ghẹ sống hả? Ghẹ hay cua? Ghẹ. Ghẹ sống nè. Rồi, ăn đi cho phép bị cấm nghỉ. Không? Không dám ăn sợ đau bụng. Tối nay có đau bụng hay không thì mình sẽ báo lại. Mà lon say mê ăn bánh luôn. Trời ơi. Chuẩn bị làm răng luôn. Lon say cái mặt này. Nó đang cơm ba, nó ăn đồ sống. Ôi. Nhớt nhợt à? Nhìn nó nhớt. Yeah. Rồi ăn vô đi. Sao? Được. Được hả? Giống mà có sống thôi. Sống thôi. Ngon mà. Ngon mà. Ăn nó ngọt hơn. Ăn nó ngọt hơn là đồ tươi. Nhưng mà ăn ít thì được, chứ ăn nhiều khó ăn lắm. Ăn ít ít chơi thì được. Tại cho cô ăn. Cô ăn thử nó thấy không? Ăn thử một chút thôi cho biết thôi. Giống như đồ Thái Lan á. Cái này giống như đồ Thái Lan á. Ơi. Nó làm cái củ lái xe hay sao? Đây là tô phở mới đem về. Malon ơi, thèm phở ăn vui rất no luôn quá. Nhìn phở nước hấp dẫn là được hưởng ngon lắm nha. Malon ăn kem ăn bánh không? Rồi. Bây giờ giao cho nhiệm vụ cao cả là anh phải review phở với lại biscuit nha. Là món ăn Tây với lại món ăn Việt Nam đó nha anh. Phở là sao? Được. Cũng được thôi, tại vì trong đây là buffet mà, cho nên là nấu cũng tạm tạm thôi, chứ đâu phải cái nào cũng ngon, xuất sắc đâu. Tại vì mình nhiều món quá. Bình thường á, bình thường á. Ngon, xuất sắc mà. Bình thường em ăn phở, em không có đặng chanh. Bên đây em đặng chanh, nó chua chua em ăn cũng được. Khó ăn với là cũng được mà không thích lắm. Thôi mày do mình no cho nên mình ăn cái gì cũng không thấy ngon nữa. Tại vì lúc đầu mình ăn ngon. Sao vậy? Ăn buffet lúc nào vậy? Không muốn gì đâu. Còn cái biscuit thấy cũng ngon đó. Lúc nào thấy ngon. Beef cheese. Đuối này nè. Hả? Bò phô mai. Cái gì? Bò phô mai. Bò phô mai.
cái gì? Hả? Cà tím. Cà tím. Yeah. Kim chi. Kim chi. Mắc cười. Kim chi, ăn ngon ngon. Ăn nữa mà lên. Cái ngon nè. Mực. Đây nữa thôi. Với tôm chưa? Tôm gì? Có ba loại tôm. Em quay phim đi các bạn. Miếng này không cũng ngon. Hả? Bú mà không ngon. Trứng cơm thịt. À, trứng cơm. Cheese. Ăn không? À. Hả? Ăn một cái là no rồi. Pháo hoa. Đây bà đi, 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 đi. Đây đây no quá. Rồi đi. Ăn bát cơm. Đó, pizza. Heo nè, mà mình lo quá rồi, mình ăn không nổi nữa rồi. Quay phim thôi. Dở lên nè. Cái này khoai tây nghiền. Spaghetti xào bò. Cái này heo xào. Có bò xào. Cái này rau củ xoài. Lấy đi, lấy luôn đi, lấy tay lấy. Còn lấy đi mà lên. Cái nào, cái nào. Anh lấy cái nữa. Này nha. Rồi, cái nào nữa. Cái muỗng nè. Cái nào nữa mà lên. Này á. Này á. Này á. À cái này đẹp nè. Rồi mà. Thôi đi về lấy những quà này. Ủa cái ngon nè. Đây. Nè. Có tiền nè. Có tiền nè. Có tiền nè. Wow. Để chút nữa qua quay bánh. Wow. Đây. Đây mà lên. Nho đó nè, cho nho cho Malo nè. Lấy. Ủa. Những cái này trái giả hay sao? Chứ là trái giả hay sao? Dạ. Quay bánh rồi bánh nè. Bánh ép táo. Đây là tráng miệng nha cả nhà nha. Bấm nước. Đây. Các loại bánh nè. Nó ít ít thôi. Quay bánh nè. Cái gì mà lên? Rồi rồi, từ từ bám nè, bám nè. Đây đây, bám nè, bám nè.
Đây. Từ từ nè, qua đây đi. Ngủ hả mà lên. Rồi, xong đi về nè. Rồi. Chưa. Ngủ rồi. Bill hai người là 1.078.000. Thì mình check in thì mình được giảm. Mình được giảm 15% là giảm 161.000, còn lại 916.300 nè mọi người. Nghĩa là mình up hình lên trên Facebook của mình xong mình check in ở đây á. Buồn ngủ khá là xuống dưới tầng ở dưới đây thấy đồ chơi là mà lên tỉnh ngủ luôn.